Sau 20 năm xây dựng và thực hiện chương trình hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn, vào năm 2016, Hội Doanh nghiệp hàng Việt Nam chất lượng cao đã bắt tay xây dựng chương trình thứ hai có tên Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập. Chương trình thứ hai này hỗ trợ cả nông dân và doanh nghiệp thay đổi tư duy về vai trò tiêu chuẩn và xây dựng tiêu chuẩn để gia tăng sức cạnh tranh trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu. Đứng trước bối cảnh hội nhập mạnh mẽ của Việt Nam vào nền kinh tế thế giới, đặt ra một yêu cầu, doanh nghiệp Việt Nam ngoài việc cần được công nhận và tín nhiệm của người tiêu dùng đối với chất lượng tổng hợp của sản phẩm, còn phải đạt các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, như sự cam kết đảm bảo chất lượng luôn ổn định và quy trình hướng đến kinh tế xanh, bảo vệ môi trường, tuân thủ, thực hiện các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng cũng như trách nhiệm với xã hội. Sứ mệnh 1. Khuyến khích doanh nghiệp quan tâm hơn tới việc tuân thủ tiêu chuẩn quy chuẩn Việt Nam và quốc tế. 2. Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tiêu dùng thông qua cam kết tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng của nhà sản xuất, xây dựng lòng tin vững chắc cho người tiêu dùng khi doanh nghiệp ứng dụng bộ tiêu chí này. 3. Khuyến khích doanh nghiệp thực hiện các hệ thống quản lý chất lượng quốc tế để đảm bảo chất lượng sản phẩm luôn ổn định. 4. Tạo động lực thúc đẩy doanh nghiệp luôn tự mình đảm bảo giữ vững tin cậy của người tiêu dùng vì hệ thống tiêu chuẩn đã cam kết là nghiêm ngặt, khoa học và minh bạch để người tiêu dùng có thể kiểm tra, kiểm định chất lượng bất cứ lúc nào. Việc mà Hội Hàng Việt Nam chất lượng cao đưa ra những bộ tiêu chí để đánh giá các doanh nghiệp mà hàng Việt Nam chất lượng cao mà chuẩn hội nhập thì nó lại là một bước tiến mới. Và tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp để đáp ứng được những cái tiêu chí này thì phải nỗ lực rất nhiều. Bởi vì là khi đạt được chuẩn hội nhập thì hàng hóa của Việt Nam mới có thể xuất khẩu được và có mặt trên các cái thị trường lớn của thế giới. Đồng thời là chính các doanh nghiệp Việt Nam cũng sẽ nâng được cái tầm thương hiệu của mình về sản xuất kinh doanh, về năng suất lao động, về giá trị gia tăng. Và như vậy thì cái chuẩn hội nhập của Hội Hàng Việt Nam chất lượng cao nó có vai trò đặc biệt quan trọng. Những điểm nhấn. Tháng 9 năm 2016, trước yêu cầu doanh nghiệp phải chuẩn hóa, số hóa để hội nhập toàn cầu, Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao đã khởi xướng xây dựng bộ tiêu chí Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, song hành cùng với danh hiệu Hàng Việt Nam chất lượng cao do người tiêu dùng bình chọn. Ngày 2 tháng 3 năm 2017, với sự đồng hành ngay từ đầu của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cùng sự hợp tác của các tổ chức tiêu chuẩn chất lượng của nhà nước Việt Nam và quốc tế, tại lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2017, Bộ tiêu chí Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập ngành thực phẩm đã được công bố long trọng. Ngày 15 tháng 2 năm 2019, ban hành Bộ tiêu chí Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập ngành phi thực phẩm trước lễ công bố Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2019 cho các ngành dệt may, da giày, chế biến gỗ, cao su nhựa, hóa mỹ phẩm và tổng hợp cho các ngành khác. Tính đến nay, đã có 197 doanh nghiệp được hai hội đồng chuyên gia thẩm định và cấp chứng nhận. Trong đó, chương trình đã tổ chức 13 đợt kết nạp và vinh danh 135 doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập ngành thực phẩm. Chương trình cũng đã tổ chức 7 đợt kết nạp và vinh danh 62 doanh nghiệp đáp ứng tiêu chí Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập ngành phi thực phẩm. Công ty từ ban lãnh đạo, hội đồng quản trị cũng đã có những cái định hướng ngay từ đầu phát triển nhà máy theo xu hướng hội nhập. Nhà máy tinh bột là khoảng 250.000 tấn một năm. Và nhà máy mạch nha thì 180 tấn một ngày. Mình cũng có đầu tư về các lớp đào tạo kiến thức để cho anh em nắm bắt được cái xu hướng sản xuất của hiện đại. Sản phẩm đầu ra của nó là cung ứng cho các nhà máy sản xuất creamer hoặc là sữa bột và các nhà máy sản xuất bánh kẹo trong nước xuất khẩu được khoảng 20% ở thị trường châu Âu và thị trường Mỹ. Các hoạt động của Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập. Hoạt động tái chứng nhận hàng năm. Số doanh nghiệp gia hạn chứng nhận hàng năm trên 60% cả hai ngành thực phẩm và phi thực phẩm. Song song với hình thức xem xét hồ sơ duy trì hệ thống của doanh nghiệp, ban dự án chuẩn hội nhập cử chuyên gia trực tiếp đến nhà xưởng để tiến hành đánh giá thực tế, xem xét việc tuân thủ duy trì hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp trên thực tế, cũng như đưa ra những góp ý thiết thực đến doanh nghiệp, cải tiến và vận hành hiệu quả hơn. Đồng thời, kết hợp lấy mẫu sản phẩm thực tế trên thị trường để thẩm tra cam kết chất lượng của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng bằng cách kiểm nghiệm tại các phòng thí nghiệm uy tín. Hoạt động đào tạo hướng dẫn doanh nghiệp. Trong 6 năm qua, chương trình đã tổ chức thành công nhiều khóa đào tạo, giải quyết được nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý, tiêu chuẩn quản lý hệ thống.
Năm 2017, chương trình tổ chức 3 khóa đào tạo, trong đó có 2 khóa cập nhật thông tin về quy định an toàn thực phẩm của Hoa Kỳ. Học viên được cấp chứng nhận được công nhận bởi FDA Hoa Kỳ. Năm 2018, tiếp tục tổ chức 3 khóa, trong đó có 2 khóa về Global Gap, trồng trọt và chăn nuôi do giảng viên tổ chức GG trực tiếp giảng dạy. Năm 2019, có 4 khóa tập trung về HACCP Codex và ISO 22000. Năm 2020, số lượng khóa đào tạo được nâng lên con số 6, tập trung vào các chủ đề chuẩn hội nhập HACCP, Global Gap, Local Gap cho các hợp tác xã tại Sơn La và hợp tác xã phía Bắc. Riêng trong 2 năm 2021 và 2022, dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh, nhưng chương trình cũng đã kịp tổ chức 10 khóa đào tạo về tiêu chuẩn HACCP, ghi nhãn thực phẩm Việt Nam và FDA, chuỗi giá trị, v.v. Đối với các cái sản phẩm của công ty trách nhiệm hữu hạn Nam Phương Vitamin nói chung cũng như là thương hiệu Barona nói riêng đó anh, thì trước giờ công ty thì luôn luôn thiết kế những cái bao bì để phù hợp với các cái quy định về ghi nhãn đối với thị trường trong nước, ngoài những cái yếu tố mà phù hợp với các cái quy định của trong nước theo luật Việt Nam thì còn phải diễn tải, truyền tải được các cái điểm mạnh cũng như là những cái ưu điểm của sản phẩm. Ngày hôm nay tới đây thì được các chuyên gia của khóa học thì chia sẻ một cách là cụ thể hơn, xúc tích hơn và đi sâu vào cái vấn đề hơn, thì em cũng rút ra được cho mình rất là nhiều các cái bài học, học được cái cách mà mình có thể truyền đạt được các cái điểm mạnh của sản phẩm mà một cách là uyển chuyển. Nền tảng căn bản là luật, do đó là các cái nghị định về ghi nhãn là các anh chị phải cập nhật, thì có thể vào những website, những cái hội, những cái đơn vị cùng làm trong cái ngành nghề đó để cập nhật. Cái thứ hai nữa là hiện nay các tiêu chuẩn mà mang tầm quốc tế, ví dụ được thừa nhận GFSI như tiêu chuẩn BAC hoặc là FFC thì có những điều khoản luôn ở trong đó, nó có ghi rất rõ những thông tin khi mà mình chuẩn bị công thức và thiết kế một sản phẩm mới, hoặc là mình có thể tham khảo thêm một số cái quy định ghi nhãn của những cái thị trường mà mình nhắm tới để mà mình làm sao mình hài hòa, tức là một sản phẩm vừa bán ở Việt Nam mà vừa có thể định hướng xuất khẩu đi các nước. Hoạt động tư vấn xây dựng tiêu chuẩn. Xuyên suốt 6 năm qua, chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập thường xuyên có các chương trình tư vấn mỗi thứ Bảy hàng tuần hay kết hợp với các sự kiện lớn của chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao cho doanh nghiệp về tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng như HACCP, ISO 22000, FSSC, Local Gap, Global Gap, ISO 9001, 14001, 4500, SA 8000 và Bộ Tiêu chí Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập. Đặc biệt, tại cuộc thi dự án khởi nghiệp nông nghiệp đổi mới sáng tạo do Trung tâm BSA và Hội Doanh nghiệp Hàng Việt Nam chất lượng cao tổ chức năm 2020, chương trình đã tài trợ 10 doanh nghiệp đoạt giải, mỗi suất trị giá 30 triệu đồng về việc xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn Local Gap. Năm 2021, chương trình tiếp tục tài trợ cho 3 dự án nông nghiệp tại cuộc thi. Mỗi dự án nhận gói tư vấn xây dựng tiêu chuẩn Local Gap trị giá 60 triệu đồng mỗi suất. Hoạt động khảo sát thị trường, cung cấp thông tin cho doanh nghiệp. Chương trình thường xuyên khảo sát, thu nhận ý kiến doanh nghiệp về các hoạt động của Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, cũng như hiệu quả sử dụng logo chuẩn hội nhập, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chương trình. Hoạt động giao lưu kết nối. Chương trình chuẩn hội nhập thường xuyên tổ chức cho doanh nghiệp đạt chứng nhận giao lưu bán hàng cho người tiêu dùng như là tổ chức gian hàng của chương trình chuẩn hội nhập tại phiên chợ hàng tuần là phiên chợ xanh tử tế. Tại diễn đàn Mekong Connect thường niên từ năm 2017 đến 2022, chương trình thường xuyên tổ chức các cuộc kết nối giao thương, triển lãm miễn phí giới thiệu sản phẩm doanh nghiệp đạt hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập tại ngôi nhà chung của các hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao hàng năm. Để đạt được cái hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập này thì công ty phải theo cái quy chuẩn là FSSC 22000 là tiêu chuẩn về vệ sinh thực phẩm. Khi mà có được cái chứng nhận này á, thì trước tiên thì cái sản phẩm được người tiêu dùng họ sẽ tin tưởng hơn khi mà chọn mua. Khi mà sản phẩm mình xuất đi thì mình cũng sẽ rất là tự tin về cái chất lượng sản phẩm của mình khi mà đáp ứng được các cái tiêu chuẩn. Hội thảo tọa đàm. Xuyên suốt chiều dài 6 năm, chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập đã tổ chức tổng cộng 57 hội thảo, tọa đàm tập trung vào các vấn đề liên quan đến việc cung cấp thông tin thị trường cho doanh nghiệp, các vấn đề về tiêu chuẩn, an toàn vệ sinh thực phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp, xu hướng tiêu dùng, chuyển đổi số, những điều cần biết khi xuất khẩu chính ngạch, tiêu chuẩn xuất khẩu vào các thị trường khó tính, v.v. Với tầm quốc tế, chương trình cũng đã tổ chức hội thảo quốc tế về kết nối các doanh nghiệp ASEAN để phát triển thị trường trong khối và các quốc gia đối tác. Trong đó có chương trình hội thảo và kết nối giao thương B2B tại Thái Lan,
với sự tham dự của 15 doanh nghiệp Việt Nam và 60 doanh nghiệp Thái Lan. Đồng thời, tổ chức cho các doanh nghiệp thăm và học hỏi hoạt động nghiên cứu tại trường Kasetsa, công ty CB Food Thái Lan. Tổ chức các cuộc B2B trong nước giúp kết nối với GS25 Hàn Quốc, các siêu thị trong và ngoài nước như Co-opmart, Big C, Vinmart, Lotte, VVMart, GS25, Auchan, chuỗi cửa hàng UCA Mart và các nhà mua hàng từ Singapore, châu Âu, Hiệp hội bán lẻ Á Phi, v.v. Về hoạt động truyền thông, để hỗ trợ doanh nghiệp cũng như truyền thông rộng rãi chương trình Hàng Việt Nam chất lượng cao chuẩn hội nhập, chương trình đã ra mắt cổng thông tin chuẩn hội nhập để hỗ trợ kết nối doanh nghiệp với các thị trường và nhà bán lẻ thế giới. Website vnprojects.com gồm chuyên trang chuẩn hội nhập trên báo giấy Thế giới Tiếp thị, chuyên mục tiêu chuẩn và hội nhập trên trang tin Thế giới Hội nhập.vn, chuyên mục tiêu chuẩn trên báo Nông nghiệp Việt Nam. Ký hợp tác với 4 đài truyền hình VTV, Hà Nội, Vĩnh Long, Đồng Nai để làm các chương trình truyền thông cho chuẩn hội nhập. Kênh YouTube BSA Channel.